Chay ăn chôm chôm nè cô chú ơi. Chay thích ăn chôm chôm lắm cô chú. Mua cho nó bịch chôm chôm, nó nói I love chôm chôm. Con thích chôm chôm phải không? Ủa có cái chân đứng ăn chôm chôm. Cái tướng đứng ăn chôm chôm mà. Trời ơi đứng hoa hậu đứng ăn chôm chôm. Đứng im ra mẹ quay nhà, đứng đàng hoàng. Trời ơi đứng dậy ra đó hả? À đứng dậy giống flamingo hả? Giống cái con chim hạc á hả? Nó nói đứng flamingo. Để kể cho cô chú nghe một cái để kể cho cô chú nghe một cái câu chuyện rất là mắc cười. Hồi nãy á Chay nói là mẹ chơi với con, nhưng mà Chay nói tiếng Anh là mommy play with me, có nghĩa là chơi với con, nhưng mà nó không có được chữ play, nó nói là chữ clay chứ không phải là play. Nên là Ngọc ráng chỉ cho nó nói đúng. No, không phải play. Play. Nó chưa, con chưa nói được cái chữ đó. Ngọc ráng chỉ nó. Cái nó nói thôi mẹ bây giờ nói tiếng Việt đi mẹ ơi. Cái nói con nói tiếng Việt. Nó nói mẹ chơi con là tại vì cái chữ đó khó quá. Nó nói tiếng Anh không được, nó chán quá. Nó nói mẹ nói Vietnam please. Nói Vietnamese, nói tiếng Việt á. Mà nó nói Vietnamese. Trời ơi Ngọc không ngờ là nó biết cái chữ mà tiếng Việt là Vietnamese luôn á. Là nói tiếng Việt á. Con nói chữ Vietnamese coi. Nói ai? Trời ơi mà bà nói khó quá. Cái bà nói thôi mẹ nói tiếng Việt đi mẹ. Mẹ chơi con. Phải không? Trời ơi khó quá là Chay nó bỏ qua hết rồi chứ nó không có cố gắng. Trời ơi coi kìa. Ăn chôm chôm mà bóc kìa. Bóc ra hết. Hết cơm hết cái luôn nó ăn vậy rồi còn ai được thừa hưởng cái hơn ngậm cái hộp nữa trời. Nữa không? Để mẹ con nói tiếng Việt coi. Con nói để từ từ con ăn xong đi rồi mẹ ăn sao. Để mẹ lựa trái nào ngon ngon cho con hết đã. À cho con cho mẹ trái ngon luôn hả? Ừ mẹ cảm ơn nha. Rồi con hiếu thảo hay chưa? Dùng cái răng. Dùng cái răng à. Thấy không? Cắn răng ra. Đó, ớt, hả? Hả, đúng rồi. Ngon. Trời ơi, Ngọc ăn xong Ngọc để đây nè. Nó nói mẹ đem dục thùng rác. Rồi được đời nó nghe nhớ tới cái chuyện dục thùng rác mới nhớ. Những cái đồ đạc này của Ngọc để đây nè. Hồi hôm qua, tối hôm qua khuya rồi Ngọc dọn á. Ngọc dọn mấy cái thùng mấy cái đồ này kia chất vô cho nó cùng chung một cái thùng á. Còn mấy cái thùng rác mà dư á, Ngọc để dục ở ngoài cái nền này nè. Chứ Ngọc không có như chưa, tại vì khuya rồi, 1 giờ sáng rồi. Ngọc dục trong này để sáng mai Ngọc ngủ dậy Ngọc dục ra ngoài. Ngọc chưa kịp dục ra ngoài nó ngủ dậy nó bước ra đây, nó thấy nguyên cái đống này toàn rác không. Ngọc đang ở trong nhà vệ sinh đó, nó chạy vô nó đứng trước cửa nhà vệ sinh nó chống nạnh nó lên, nó chạy nó nói tiếng Anh, nó nói mẹ, nó nói như là mommy go clean up out there, có nghĩa là nó nói mẹ đi ra ngoài kia mẹ dọn dẹp ở ngoài kia đi. Ở ngoài kia nó messy, nó dơ lắm. Còn nó bây giờ nó y như là chị hai tôi không. Trời ơi nó vô nó đứng nó chỉ tay nó ra lệnh. Dạ hả? Con là chị hai của mẹ hả? Phải không? Kể cho cô chú nghe là nó hiểu hết á, nó hiểu là đang xấu gì con đứng xếp hàng, đứng ăn nè. Nghe chưa nè. Ớn ăn chị không đó giờ đứng nhúng ờ đó. Nói cái chân đó cái nó đứng nhúng. Nói gì nó cũng biết hết đó. Ăn đi con. Rồi xong. Ăn đi. Rồi giờ mày đi dọn dẹp nha. Không sao. Không dọn dẹp ở nhà dơ làm sao? Nhà dơ con la mẹ làm sao? Làm như kỹ lưỡng lắm mà kêu người ta đi ra, chạy ra thấy nguyên một đống hả rác rến ở đây, thùng bọng ở đây chạy vô hả, đứng chống nạnh đồ kêu bắt tôi ra dọn đồ là. Hả? À, con làm giống y như mẹ với ba làm con đó phải không?
Rồi nó làm y như là Ngọc với ba nó làm nhá vậy đó. Lúc nào mà nó làm bài bừa là Ngọc với ba nó nói hả? JD, go out there and clean up your toy. Là đi ra ngoài kia dọn dẹp đồ chơi của con đi. Bây giờ mà tôi mà hư một cái là anh kêu tôi chạy ra dọn dẹp đồ của tôi liền à. Nó là thứ dữ mà. Ăn nữa không? Rồi bây giờ nó qua nhà tôi tới đây nó ăn mít rồi nè cô chú. Nó ngồi nè. Nó leo lên nó ngồi ăn. Dắt vắt võng nó ăn mít. Đó, đúng không con? Nó nói mẹ mẹ con muốn ăn mít. Ăn đã chưa? Bỏ xuống. Ăn đã. Hả? Uống miếng nước. Uống miếng nước rồi. Cái gì? Cái mẹ ăn phải không? Rồi mẹ cảm ơn. Ủa kỳ vậy? Ăn kiểu kỳ vậy? Mít ngọt ghê cô chú. Gì vậy? Những gì vậy? Nè cô chú con mít nè. Ngon dữ sợ luôn. Ăn hết, ăn chôm chôm tới ăn mít. Đó, táo đi hái vậy còn một rổ nè. Xuyên xuyên cái mẹ gọt ra cái mẹ bỏ trong tủ lạnh. Chứ không để hư uổng. Giờ còn mẹ phải lặt rau răm với mẹ còn ấy đây mẹ nấu canh cho con ăn này kia nè. Để xuyên xuyên đi. Đang mệt làm biến quá. Ơi cô chú ơi, Chay mở quà tiếp nè cô chú ơi. Chú Bình mua quà cho Chay nữa. Chú Bình ở San Diego. Chú Bình thương Chay mua quà cho Chay nữa. Chay ơi, đây Chay lại mở nè Chay ơi, chứ mẹ không mở đâu. Mẹ lên. Ôi chào ơi, nhiều đồ đẹp quá. Oh wow. Surprise, don't open until November 11. Take a peekaboo. Oh, cái này là chưa có được mở. Chừng nào sinh nhật mới được mở này Chay nè. Còn cái này. Oh my god. Look at all this, JD. Wow. Chú Bình mua đồ cho con nữa nè. Đầm nè. Ủa gì Chay? Đây. Đồ chơi nè, đồ chơi. Có đồ chơi nè. Trời, nó nhìn đồ chơi nó mái, còn quần áo lạnh đi, coi được không? Có đồ chơi, ngồi xuống. Trời ơi, nó không có đồ chơi, nó đi, coi có được không? Con người gì mà ham đồ chơi vậy hả? Đây nè, coi nè. Cái này mới dựng nè, chứ còn đồ chơi làm gì? Trời đất ơi, coi nè Chay ơi, nguyên một đôi giày hình Elsa. Elsa. Rồi cái này chỉ cỡ chừng khoảng đó, hả 5 tuổi, 6 tuổi Chay mới mang vừa. Mẹ Elsa nữa rồi. Elsa nữa rồi, mẹ nói mà cãi mẹ. Đây nè, đó, đây nè. Không, cái này là cái bởi 7-8 tuổi Chay mới mang vừa chút. Dài quá, cái này mà gần bằng cái chân của Ngọc luôn á. Chay con thử mang vô một chiếc cho mẹ coi. À đây nè, chú mua đầm nữa nè. Này, ôi trời ơi, chú mang cái đầm này Chay mặc dừa luôn á. Nếu mà mùa hè là con này mặc dừa luôn nè. Trời ơi Chay, đầm này hình gì đây Chay? Hình này hình gì đây? Chay, cái đầm này hình gì đây? Đem đâu ạ? Đem đâu ạ? Trời đất ơi, đem đi đâu á? Trời, tôi biết nó đem đi đâu rồi, đem đi qua nhà bà đi lo đợt sẽ để nó khoe bả đó, coi được không? Giờ đồ của nó mà để tôi mở ra luôn nè. Nó đi đem qua nhà bà đi lo đợt đó. Trời ơi, qua gõ cửa nó bệnh á. Hả? Trời ơi, có đầm nè, có đầm dễ thương ghê không? Có đầm hoa lá nè. Ui, sao cái đầm này quá dễ thương luôn rồi Chay ơi. Cái này là cái đầm hình cherry. Ở đằng đây có một cái nơ đằng sau. Wow. Chay à, con đừng có gõ cửa nhà bà. Rồi đem đồ quán khoe bà đó. Đây là cái đầm hình con thỏ. Wow. Trời ơi. Này, nó đem đồ quán khoe bà bánh. Làm cái này của nó mà thành tôi review cái này cho nó luôn đó. Ui cái đầm này dữ à. Đầm này dễ thương nè.
Đó, cái này là mặt đằng trước đây nè. Đây kim sa hộp lũ, đằng sau đây có giống như cánh bướm, cánh bướm lả lơi. Còn cái này á là tới này, cái này gì, cái này phải đem qua Texas để mới mở được. Cái này phải đem ra Texas mới mở được nha. Wow, rồi cảm ơn chú Bình rất là nhiều. Chú Bình ở San Diego mua quá trời rồi cho chay luôn. Bữa giờ chú Bình mua cho chay chắc cỡ chừng mười mấy hai chục cái đầm luôn rồi đó. Cảm ơn anh Bình nhiều lắm. Đó, mày chờ con này nè, con thấy không? Ok. Ngày hôm qua nó chơi với bà, nói tiếng Anh, rồi nó qua gõ cửa bà nhà bà bầm 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 bầm. Nó khoe đôi giày nó mới được tặng. Giày eo xà phải không chay? Ăn vô đi con. Đúng rồi, giỏi. Mỏ, con cái mỏ nhai táo rồi. Giọng vô giọng. Bà giặt cái đó. No, I'm gonna fold it. Bà đang xếp lại cái nó chạy lại, nó ngồi lên có được rồi. Chơi vậy đấy chứ phải. Chịu không nổi, chịu đời không thấu. Oh no. You'll help me. Wait, I gotta find the inside. Okay. Wait, now don't get it on the floor. Oh, Jason tới rồi kìa. JD, Jason is here.